Lại nữa, kiều thi ca, hút đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa và quán như vậy, chỉ có các pháp trợ duyên với nhau thấm nhuần tăng trưởng lần lượt biến khắp trong đó hoàn toàn không có ngã và ngã sở như thật quán sát bất khả đắc lại khởi tâm quán các đại bồ tát dùng sự tu tập thiện căn thủ thắng đem cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề tu tập tâm thiện căn không cùng với tâm hồi hướng hòa hợp tâm hồi hướng không cùng với tâm